Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thăm và tặng quà Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tăng chuyến bay đêm để giảm tải ở sân bay. Chùa Hương tạm dừng tổ chức lễ hội Xuân Nhâm Dần. Trong phần tin quốc tế, Đức Pháp kêu gọi giảm căng thẳng trong vấn đề Ukraine. Pfizer và BioNTech thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu chống Omicron. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tỉnh Quảng Bình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại gian khổ, vượt lên những điều kiện khó khăn, thiếu thốn để chiến đấu với dịch bệnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, có những chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú đã có lời chúc mừng năm mới đến các lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình và có những món quà để động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chiều 25 tháng 1 tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường ven biển và các dự án tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi. Kiểm tra các dự án đang và sẽ triển khai tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhận định các dự án này có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng, các bộ, ngành trung ương, thực hiện tốt công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng, huy động tối đa thiết bị, phương tiện, lực lượng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với đề xuất của nhà đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển thành phố Hải Phòng. Chiều qua 25 tháng 1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến thăm chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò lực lượng cảnh sát biển trong thời gian qua về công tác thông tin tuyên truyền, công tác đối ngoại, chia sẻ thông tin tình hình trên biển và hợp tác giữa cảnh sát biển Việt Nam với cảnh sát biển các nước, khẳng định cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, có yếu tố quốc tế rất cao. Mong muốn lực lượng cảnh sát biển sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tăng cường chia sẻ thông tin trên thực địa, nhận định, đánh giá đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương định hướng giữ vững chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo. Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm hỏi chúc Tết và chia sẻ những khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ trên các tàu của lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và trực sẵn sàng chiến đấu tại các vùng biển qua hệ thống thông tin vệ tinh. Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 26 tháng 1, tính từ đầu dịch, cả nước có 2.171.527 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 1.904.069 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.171.527 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 22.000 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.164.794 ca, trong đó có 1.901.252 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.904.069 ca, chiếm gần 88% tổng số ca mắc. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.602 ca.
Dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, mỗi ngày ghi nhận gần 3.000 ca mắc mới. Con số này đang ngày một tăng nhanh. Điều này đang tạo áp lực rất lớn đến đội ngũ nhân viên y tế cơ sở. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ điều trị cho F0 một cách tốt nhất. Hầu hết F0 ở nhà đều có tâm lý hoang mang lo lắng nên thường xuyên gọi điện để nhân viên y tế tư vấn. Tính trung bình một ngày, một F0 sẽ gọi ít nhất 3 cuộc điện thoại. Bệnh nhân thì cảm thấy là rất là lo lắng. Mình là nhân viên y tế thì mình phải hỗ trợ bệnh nhân để động viên bệnh nhân là cứ yên tâm. Có vấn đề gì thì đã có tổ hỗ trợ, có nhân viên y tế. Nếu có sức khỏe có vấn đề thì lúc nào cứ liên hệ là chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tự là rất mệt mỏi. Làm việc thì là rất căng thẳng. Lơ là một chút thôi thì là sẽ có ý kiến phản hồi từ người dân ngay. Nói thật, không nói dối câu nào là đôi lúc cũng đã muốn bỏ, nhưng mà vì công việc, vì cộng đồng, vì xã hội thì mọi người nhân viên y tế đều cố gắng. Để có thể chăm sóc các F0 kịp thời, ngoài các cán bộ y tế phường thì các địa phương đều huy động thêm các bác sĩ đã về hưu tham gia hỗ trợ, thành lập các tổ y tế online sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân. Trong cái trạm y tế online thì mình có một cái bộ phận tiếp nhận thông tin, và cái bộ phận này thì chịu trách nhiệm là rà soát hàng ngày tất cả các F0 là đều được thăm nom, đều được gọi điện hỏi thăm tư vấn. Ví dụ như là họ không có điều kiện họ gọi điện thì họ có thể vào mạng xã hội và cái trang fanpage để họ nhắn tin là ví dụ hôm nay tôi cần mua thực phẩm số lượng như thế này chẳng hạn. Đấy thì họ có thể gửi lên đó. Và chúng tôi đảm bảo là tất cả các trường hợp F0, F1 trong một ngày đều được hỏi thăm, đều được tư vấn về sức khỏe. Trước đó, Hà Nội đã thành lập các tổ nhóm Zalo kết nối với người dân. Admin các nhóm có thể là các trưởng trạm y tế, kết nối với cả nhà thuốc tư nhân lẫn phòng khám trong group để liên tục có hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Ngoài ra, thành phố còn có mạng lưới thầy thuốc đồng hành để hỗ trợ tư vấn qua điện thoại. Nếu F0 có 3-4 yếu tố nguy cơ, các bác sĩ sẽ báo y tế địa phương để chuyển cấp cứu. Đối với các bệnh nhân không may mắc COVID-19 thì bên cạnh lo lắng về việc chữa khỏi bệnh còn tồn tại một nỗi lo khác, đó chính là nỗi lo hậu COVID-19, những di chứng do bệnh dịch để lại. Người nhiễm COVID-19 đã có thể yên tâm hơn về sức khỏe của mình khi Hà Nội đã chính thức có phòng khám hậu COVID-19 đầu tiên tại một bệnh viện công. Dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại nhưng rất nhiều người sau khi mắc COVID-19 vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, đau đầu, ho kéo dài, thay đổi vị giác, khứu giác. Việc điều trị hậu COVID-19 sẽ giúp bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường, đặc biệt với những người cao tuổi. Cảm thấy nặng hơn mặc dù trong lúc ốm không hề khó thở, nhưng mà thở lại thấy nặng hơn. Vấn đề đi lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Nếu lúc bình thường khi ốm mình rất là nhanh khỏi. Bây giờ cảm giác như lâu khôi phục hơn. Sau khi bị mắc COVID thì hiện tại thì đang huyết áp với lại cái tim của mình đập hơi nhanh, nó cứ hơi tình thịch ở trước ngực. Tôi cũng thấy khó chịu. Những vấn đề tâm thần cũng như lo lắng trầm cảm sau COVID thì rất thường gặp. Và nó là những cái triệu chứng thậm chí là nổi bật. Kể cả những nhóm bệnh nhân nhẹ và kể cả những nhóm bệnh nhân phải vào viện điều trị. Các bác sĩ cho biết những triệu chứng này có thể gặp ở giai đoạn hồi phục hoặc dai dẳng kéo dài từ khi nhiễm bệnh. Một số thống kê ghi nhận khoảng 33-76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19, trong đó 20% phải tái nhập viện, 80% cần theo dõi chăm sóc trong vòng 2 tháng sau khi xuất viện. Để khắc phục tình trạng này, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một trong những bệnh viện công đầu tiên có phòng khám hậu COVID-19 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Những bệnh nhân hậu COVID thì được theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì sẽ được thăm dò các cái chức năng mà của bệnh nhân. Ví dụ là nếu bệnh nhân mà có cái suy hấp trong quá trình điều COVID thì thường là có cái rối loạn của cái chức năng cơ quan hô hấp thì phải cần phải đo chức năng hô hấp, phải kiểm tra phổi, đánh giá mức độ sơ phổi. Những bệnh nhân mà liên quan đến đông máu thì phải kiểm tra các yếu tố đông máu xem nó còn kéo dài hay không, có ảnh hưởng đến cái chức năng tim, tim mạch máu hay không. Thế rồi những cái rối loạn về tâm thần kinh thì cũng phải đánh giá xem là những cái có tổn thương thực thể hay không, hay đấy là chỉ là những cái rối nhiễu tâm lý thì để có thể tư vấn phục hồi chức năng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19, nếu người không có triệu chứng hoặc vẫn sinh hoạt làm việc bình thường thì không phải đi khám. Tuy nhiên, nếu có các triệu chứng như hụt hơi, ho, khó thở, đau tức ngực hoặc thường xuyên lo lắng mất ngủ thì cần tái khám để được đánh giá về tình trạng sức khỏe, từ đó có hướng can thiệp điều trị sớm. Thưa quý vị, sau gần 2 năm bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, sáng ngày 25 tháng 1 giờ địa phương, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên từ London, Vương quốc Anh qua Paris, Pháp đến Hà Nội. Chuyến bay VN18 hành trình London, Paris, Hà Nội chở gần 300 hành khách hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 26 tháng 1. Chuyến bay nằm trong kế hoạch của Vietnam Airlines nhằm khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay đã được chính phủ phê duyệt. Chủ trương này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và du lịch, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được trở về quê đón Tết Nhâm Dần. Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường thực phẩm nhộn nhịp nhất trong năm. Vì lợi nhuận thì nhiều đối tượng sản xuất đã đưa vào thị trường các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng chức năng liên ngành đã và đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để người dân an tâm đón Tết. Đây là 8 kg đậu Hà Lan cùng hơn 400 hộp đậu Hà Lan các loại vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ do giả nhãn hiệu cũng như không bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 179 tem nhãn hàng hóa cùng hàng trăm nắp vỏ hộp nhựa các loại dùng để đóng gói bao bì. Mua những cái sản phẩm của Trung Quốc hoặc là những cái sản phẩm của các cái thương hiệu, các cái nguyên liệu của các cái thương hiệu lớn, sau đó là tự mang về là đóng gói nhưng mà lại không thực hiện cái công bố chất lượng đối với cả cái sản phẩm mà mình tự đóng gói ra để đưa vào lưu thông trên thị trường, dẫn đến là phân biệt để cho cái người mà người ta chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó là ai, là sản phẩm ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng thì không có. Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả, trong đó có nhiều mặt hàng là thực phẩm thiết yếu phục vụ thị trường Tết. Với nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường nhiều, từ nay tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng chức năng liên ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để giữ bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý. Thưa quý vị, từ ý tưởng ban đầu nhằm xóa những điểm đen, làm mới những bức tường cũ bám đầy rêu, đến nay nhiều dự án bích họa đường phố ở Đắk Lắk đã khoác lên mình tấm áo mới, trở thành những điểm tham quan du lịch trong những ngày lễ Tết. Trước đây, một số tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội, là nơi tập kết rác thải, những bức tường cũ kỹ, dán đầy tờ rơi quảng cáo, làm mất mỹ quan. Thì nay được khoác lên mình bằng những bức tranh sinh động, mang hơi thở, nhịp sống, văn hóa của Tây Nguyên. Với những bức tranh mà các họa sĩ đang vẽ ở đây với chủ đề là về truyền thống và lịch sử của Tây Nguyên, thì đây cũng là một cái cách làm sáng tạo, khoa học để giáo dục và tuyên truyền cho lớp trẻ hiểu và yêu hơn với văn hóa và lịch sử của vùng đất Tây Nguyên. Dự án bích họa đường phố tại tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ giữa năm 2021 với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện. Đến nay, nhiều tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện ngày càng xuất hiện nhiều tuyến đường bích họa độc đáo, đẹp mắt. Tất cả các công việc, các cơ quan cùng vào để rồi thực hiện cái việc mà tạo ra một cái phố bích họa thật là đẹp tại đây để góp phần vừa cải tạo môi trường, chỉnh trang môi trường, cảnh quan cũng như là tạo ra một cái điểm rất riêng cho du khách khi đến với thành phố Buôn Ma Thuột. Cùng với ý nghĩa cải tạo cảnh quan môi trường, các dự án bích họa tại tỉnh Đắk Lắk cũng được đầu tư nhiều hơn về mặt ý tưởng, thể hiện màu sắc văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc ở Tây Nguyên. Đồng thời, qua đó cũng kéo theo sự thay đổi ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Năm nay tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song khi được hoạt động trở lại, làng hoa Sa Đéc có một sức sống mới mẻ hơn, quang cảnh mua bán trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, nhất là vào dịp cuối năm. Hiện có hơn 1,5 triệu giỏ hoa Tết đã được thương lái mua hết, nhà vườn vô cùng phấn khởi.
Vụ mùa năm nay, gia đình chị Lê Thị Thùy Dung chọn nhiều giống hoa với sắc màu đẹp lạ như vạn thảo, sắc pháo, hoa dừa, hoa quỳnh anh để trồng cho mặt hàng hoa Tết. Thời điểm này chị cho hay đã bán hết hàng, có loại không đủ cung cấp, chị phải mua thêm từ cơ sở trồng hoa khác để đủ đơn hàng. Năm nay tuy là dịch bệnh, nhưng mà bông kiển thì cuối năm giờ nước nhưng là bán cũng hết, nhưng mình cũng phấn khởi, ăn Tết cũng vui vẻ. Còn đây là quang cảnh vui tươi hiện rõ trên nét mặt của những bà con ở xóm Sa Nhiên của phường Tân Quy Đông. Vụ mùa Tết năm nay, hầu hết bà con trong xóm đều bán hết hàng, giá cả cũng cao hơn so với năm trước. Tết này thì dân ở đây phấn khởi rồi, tiền bạc thì dồi dào, bán cái gì cũng được, qua gì bán cũng được, năm nay nói chung là vậy đó. Thì nó giảm trừ giá cũng khoảng 50%, từ đó mà qua kiển trong dịp Tết này nó có hình như nó có hút hàng tất cả các mặt hàng, bị gì ít hàng thì cho nó chạy hàng. Theo ngành chức năng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa hiện có 697 hectare trồng hoa. Riêng diện tích sản xuất hoa cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt hơn 60 hectare với tổng số hơn 200 hộ. So với vụ hoa Tết năm 2020, diện tích hoa cảnh Tết năm nay giảm 50 hectare. Số lượng ít nhưng nhu cầu tăng, nên năm nay bà con làng hoa vô cùng phấn khởi bởi tháng lớn vụ hoa xuân. Trong phần tin quốc tế, Đức, Pháp kêu gọi giảm căng thẳng trong vấn đề Ukraine. Thương mại song phương Malaysia-Trung Quốc đạt 176,8 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Nga góp phần giảm căng thẳng tình hình Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác và đối thoại với Nga. Trong khi đó, phía Nga cho rằng điều khiến cho tình hình xung quanh Ukraine trở nên trầm trọng hơn vào lúc này chính là nằm ở hành động của Mỹ và NATO. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Nga giúp xoa dịu tình hình hiện nay liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Thủ tướng Scholz cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy, trong đó có sự tham gia của Pháp, Đức, Ukraine và Nga. Dự kiến các cố vấn chính trị của nhóm Normandy sẽ nhóm họp trong ngày 26 tháng 1 tại Paris, Pháp. Tổng thống Pháp cũng thông báo ông dự kiến có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28 tháng 1 tới, trong đó ông sẽ đề xuất biện pháp xoa dịu xung đột liên quan tới căng thẳng hiện nay ở Ukraine. Hiện tại, Nga vẫn đợi phản hồi bằng văn bản từ Washington về đề xuất bảo đảm an ninh và sẽ quyết định hành động tiếp theo sau khi nghiên cứu phản hồi này. Các nhà thầu Ba Lan đã bắt đầu khởi công xây dựng bức tường biên giới dài 186 km dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào nước này để tới các nước châu Âu. Theo thiết kế, bức tường biên giới giữa Ba Lan và Belarus cao 5,5 mét, có kết cấu cốt thép và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới. Hiện tại, khu vực biên giới này đang được ngăn cách bằng hàng rào dây thép gai. Dự án này làm dấy lên quan ngại về quyền xin tị nạn của một số người di cư, cũng như ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường hoang dã dọc biên giới. Tổng kinh phí xây dựng bức tường này ước tính là 407 triệu đô la Mỹ. Ba Lan cho biết sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa mọi tổn hại đến môi trường cũng như hạn chế chặt cây để phục vụ cho công trình này. Cuộc khủng hoảng người nhập cư tại khu vực biên giới giữa Liên minh châu Âu và Belarus diễn ra nhiều tháng qua, với việc hàng nghìn người nhập cư tập trung tại khu vực này và tìm cách vào EU qua biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Bruxelles cáo buộc Minsk để cho dòng người di cư vượt biên giới vào Ba Lan cũng như các nước thành viên khác trong EU. Tổng kim ngạch thương mại giữa Malaysia, Trung Quốc đạt gần 177 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 với mức tăng trưởng 34,5% một năm bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Malaysia sau Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Yong Jun cho biết thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước đã duy trì đà phát triển tốt. Các dự án hàng đầu như hai quốc gia, hai khu công nghiệp, tuyến đường sắt bờ biển phía đông vẫn bảo đảm tiến độ thi công. Ông Yu Jing cũng bày tỏ hy vọng rằng hợp tác song phương Malaysia-Trung Quốc sẽ nâng lên tầm cao mới, tiếp tục đi vào chiều sâu trong thời kỳ hậu đại dịch, tăng cường nắm bắt cơ hội, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác mua sắm, nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để tạo lá chắn bảo vệ trước mọi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng. Cho đến nay, Trung Quốc đã hỗ trợ Malaysia 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tài chính nhiều hơn nữa để tổ chức này có đủ nguồn lực ổn định, ứng phó với ngày càng nhiều thách thức hiện nay. Trong năm 2020-2021, WHO được tài trợ 6 tỷ đô la Mỹ. WHO có nguồn ngân quỹ từ phí thành viên của 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc được tính theo tỷ lệ dân số và mức độ giàu có, sự thịnh vượng của từng quốc gia. Tuy nhiên, nguồn ngân quỹ này ngày càng giảm dần trong những năm gần đây. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, số tiền thu được từ nguồn này chiếm tới 80% ngân sách của WHO, nhưng hiện tại chỉ chiếm có 16%. Mỹ, một trong những nước tài trợ lớn nhất, đã yêu cầu WHO cần cải tổ minh bạch về tài chính trước khi các nước tăng nguồn đóng góp. Hiện WHO đang kêu gọi các nước đóng góp nhiều hơn so với mức 6 tỷ đô la mà tổ chức này được tài trợ trong năm 2021. Ban điều hành của WHO cũng vừa bỏ phiếu kín, chấp thuận đề cử ông Tedros Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn vị trí tổng giám đốc của tổ chức này, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Hai hãng dược Pfizer Mỹ và BioNTech Đức thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Omicron đối với người trưởng thành đến 55 tuổi nhằm đánh giá mức độ an toàn và phản ứng miễn dịch. Tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu của Pfizer có sự tham gia của 1.420 người từ 18 đến 55 tuổi. Pfizer giải thích lý do không đưa người trên 55 tuổi vào diện thử nghiệm lâm sàng là vì mục đích của nghiên cứu chỉ nhằm đánh giá phản ứng miễn dịch của những người tham gia hơn là tính toán hiệu quả của vaccine. Các dữ liệu hiện nay đều cho thấy mũi tiêm tăng cường chống chủng gốc virus SARS-CoV-2 vẫn có hiệu quả ngăn chặn nguy cơ người nhiễm Omicron chuyển nặng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của hai hãng dược Pfizer và BioNTech nhận thấy cần có sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khả năng miễn dịch cơ thể suy yếu theo thời gian và giảm hiệu quả ngăn chặn sự lây nhiễm của Omicron. Pfizer có kế hoạch nộp đơn xin cấp phép lưu hành vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron vào tháng 3 tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.